Biết gì không? Mình sẽ tặng anh tặng em con này nếu để trong xe. Mỗi khi mà quay video em sẽ nhớ tới anh. Ok. Các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Và đối với những người lần đầu tiên xem vlog của mình thì mình là Hoàng Huy Đào, mình làm vlog về thời trang, sneaker và cuộc sống. Ngày hôm nay mình sẽ đến ghé thăm nhà anh Fabo và quay nhanh Fabo cho các bạn xem nhà anh ấy như thế nào nhé. Các bạn đi theo mình, ok. Hiện tại thì mình đang đặt Grab để quay nhà anh Fabo. Sau một hồi đợi xe mất khoảng tầm 10 phút thì xe đến đây, mình sẽ lên để qua nhà anh Fabo. Anh nghe em chơi. Anh Fabo à? Ừ, nghe em. Anh dậy chưa anh? Anh ngủ dậy chưa? Dạ, dạ. Vậy em sắp tới nhà anh rồi nha, có gì anh ra anh đón em nha. Để anh chạy xuống nhà anh đón cho, tới gọi anh nha. Vâng, vâng, ok, em sắp đến rồi, ok anh. Rồi, ok. Hiện tại mình đang ở trước cửa phòng của anh Phong. Nên bây giờ mình sẽ bỏ cửa để vào tham quan. Thì sau khi đây là cũng là phòng riêng của vợ chồng anh ấy luôn. Thì vào tham quan tủ giày xong sẽ xuống dưới để vào studio. Ok. Ok. Ok, thì đây là cái tủ giày của anh. Nhưng mà anh đang sắp xếp lại, tại vì trong thời gian qua thì anh em biết là anh có cái studio. Thì hôm nay chúng ta có những cái hộc trống, thì những cái hộc trống này, những đôi giày mà anh đem xuống dưới để trưng bày. Là những đôi Yeezy Nike, Yeezy Raptor, xong rồi có cả Off-White nữa. Nhưng mà anh thì đang sắp xếp lại, nhưng mà thật sự là còn đóng giày ngoài đó chưa có đủ chỗ để anh. Ok, thì mời mọi người tham quan. Đây là đôi gì nhỉ? Đây là đôi Jordan 23 UNC. Thì chắc là không biết anh có kể trong video anh chưa, nhưng mà đây là Jordan 23, một trong những đôi Jordan mà anh thích nhất. Nhưng mà có nhiều bạn xem video của anh nói là sao anh không review về Jordan, tại vì bây giờ có quá nhiều giày hay ngoài đó rồi. Mình review thì có thể là mình phải nói câu chuyện đằng sau lưng nó. Thì đây là một đôi giày UNC. Thì các bạn không biết á, thì Michael Jordan từng đánh vào cái đội tuyển của UNC. Đây là một trong những phiên bản mà Michael Jordan, ngoài ra có màu Chicago Bulls là tại vì Michael Jordan chơi cho Chicago Bulls nữa mà. Có rất là nhiều, nhưng mà đây là cái phiên bản mà anh thích nhất, UNC. Nhìn hay đúng không? Và để ý là ở bên đây có những cái tag. Đôi nào cũng có hết, sẽ có một cái tag. Sau cái tag này sẽ có dấu vân tay của Michael Jordan. Và cách đây khoảng một vài năm thì có hai phiên bản. Có hai phiên bản gọi là, anh quên rồi, nó là platinum luôn. Với lại cái kia là cái gì á, nó là màu đỏ đen. Nhưng mà trong đó có cho thêm một cái đĩa CD nữa. Mà cái hộp nhìn đẹp lắm luôn. Ok, em sẽ xem đôi khác. Nhiều giày có chưa rồi, mấy một tủ giày là nó đẹp như vậy ở ngoài đời luôn á. Không có đâu, chỉ chưa có bằng ai đâu em. Revenge Stone. Có chữ ký của Ian Connor. Cái này là phối màu Australia Exclusive, là giữa bán ở tại Úc thôi á. Pop up của Ian Connor. Chữ ký này các bạn. Còn đôi nữa. Phiếu có đúng không? Ok, thì đôi này anh pick up ở tại Mỹ. Và pick up với một cái giá cực kỳ steal luôn. 350. 350 đúng không? Siêu rẻ. Có điều là đối em là anh mang chưa? Đi em. Anh mang rồi. Anh mang hai lần đi Singapore rồi. Và nếu các bạn nào đó biết thì lúc nào Phong mang giày cũng sau khi mang xong là về phải vệ sinh liền. Clean luôn. Ừ. Chứ Van chắc chắn là nếu em mang em biết mà đúng không? Ở đằng sau đây nó sẽ bị nè. Nhìn như mới luôn các bạn ạ.
nguyên tác này. Với lại để ý nha, tất cả giày luôn, tất cả giày mặc dù Yeezy hay là cái gì đó anh mang hết rồi, nhưng mà mang xong vệ sinh xong rồi để lại cái thác lại. Giống như hack condition nhá. Mang rồi nhìn như mới luôn này. Bình vậy. Người yêu giày thật sự. Thì tủ giày anh chia ra được rất là nhiều kiểu phần đó em. Ở đầu là những đôi giống như là hai em CL, xong rồi sau đó là chảy dài và Yeezy và Vans. Và bây giờ anh em sắp xếp lại. Oh. Ok, đây chính là cái đôi Air Force One. Chứ các bạn thấy ở đây bị ố rồi. Tại vì đôi này đã được 3 năm mấy, 4 năm tuổi. Thì đây là đôi kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng Phở Bồ. Thì hôm đó là vợ anh mặc một cái váy cưới mà có những cái chuỗi y chang như luôn ở đằng trước. Xong rồi có rất là nhiều hộp đá trên. Và anh thì mặc vest với lại mang nơ chứ không phải là cà vạt. Thế đôi này cực kỳ ý nghĩa luôn anh. Ý nghĩa lắm luôn á. Và ở đằng sau góc thì có số 15, 11. Là ngày cưới với lại tháng cưới. Còn hai cái này á, anh thấy bên hông này không? Và chữ T là chữ Tuần. Là hai cái mặt in trên thiệp cưới luôn. Đây nè, cái logo in trên thiệp cưới nè. Nhưng mà bây giờ lâu lắm rồi anh mới lấy ra. Anh thấy bây giờ mới phát hiện là bị ố. Đôi này. Ồ, đó nè. Đây là đôi custom Freddy Krueger. Em biết phim này không? Em biết đúng không? Biết đi. Thì đây là cái đôi giày Air Force One custom đầu tiên của anh. Mà anh chợt nghĩ ra cái phiên bản này tại vì anh thấy cái này là cut vào chứ không phải bị ồn đúng không? Không, cái này cut lên luôn. Ngày xưa là ở trên Instagram có rất là nhiều customizer ở nước ngoài làm trên mấy đôi Air Max. Nhưng mà sau đó thì tự nhiên quyết định anh làm trên Air Force One. Và cái bạn nó lấy cái miếng vải á mà dán giống như là, em thấy không? Giống như là rất là thẳng ở trên đây luôn. Mà mình nhìn giống như là may lên vậy. Rất đẹp. Cái này là dán này. Dán mà. Và kể cả cái lót ở bên trong cũng cái lót ở bên trong cũng khác nữa. Em thấy không? Cái lót không còn màu trắng nữa. Mà cái lót được lấy cái miếng vải in và dán lên. Rất là nhiều giày khủng như thế này. Nhưng mà em biết là custom ở nghe phòng mixo thì thế nào cũng bị chóc rồi đúng không? Đúng rồi. Không thể nào mà nó giữ lại màu như là cái là bàn gốc kiểu rồi. Đôi này em có một đôi mà là đôi giày rất là quan trọng với anh. Anh biết, hôm trước anh có coi video mà à. Anh mang được vài lần. That's so. Với lại anh nghĩ là tướng của em mang cái đôi này thì sẽ hợp hơn anh nhiều. Cho nên anh mang được phong lận rồi. Đôi này xe to, xe 12 đúng không? Đúng rồi. Tôi mua giày của anh chắc là xe 12 hết. Anh mua đều xe 12 hết. Tại vì ngày xưa khi mà anh để ý á, em stack những cái hộp đúng không? Vâng. Khi mà người ta đi vô người ta nhìn nó thấy một dãy xe 12 nhìn đẹp lắm. Chứ đừng có kiểu nó lệch lên chút xíu á. Thì nó không có đều. Không, anh luôn cao á. Anh pha bồ cao á các bạn. Thì đứng ở đây của anh rồi. Ok, thêm cho anh chị em coi đôi này nha. Đây là đôi Jordan mà làm cho anh rất là thích. Jordan giống như đây là cái phiên bản release sau đó. Trước đó anh có một phiên bản này rồi, anh mua ở bên Mỹ luôn. Nhưng mà anh đã bán nó tại lúc đó là anh chưa bắt đầu chơi giày thật sự á. Rồi sau này anh phải tìm đến mua lại được cái phiên bản release sau. Tại vì đây là đôi Bordeaux. Mang rất là đẹp, kiểu em có thể mang với lại quần jean mà áo thun đen thôi. Jordan 7 Bordeaux, rất đẹp. Toàn những cái phối màu kiểu lần đầu tiên em nhìn thấy luôn á. Thế hả? Thật ra tại vì em không tìm hiểu nhiều về Jordan đâu. Đúng rồi. Đó là lý do tại sao mà trong video anh khi nói về Jordan. Tại vì nói thì mình phải có lúc nào có câu chuyện, câu sâu nó chuyện. Một câu chuyện dài luôn á. Còn đây là Flu Game. Flu Game phía mặt sau có cả áo. Thì ở đây em thấy cái mặt mà có cái le lưỡi ra. Có nghĩa là cái khoảng thời gian này á, cái season này á là Michael Jordan bị bệnh. Cái mặt cũng là dỗi. Đúng rồi, đó. Xong rồi cái phiên bản anh mua là phiên bản sau này thôi. Chứ phiên bản trước đó thì anh không biết là ở ngay chỗ này hay là ở ngay sau gót nó lại có thêm cái mặt đó nữa. Một là ở ngay chỗ này thôi. Cho nên khi mà đôi này ra, mặc dù
không ai mua hết em, nhưng mà anh vẫn mua tại vì nó rất là ý nghĩa. Ok thì bây giờ xuống studio đi. Bây giờ đây mình xuống studio ha. Ok, let's go. Ok, và đây chính là cái studio của anh. Thì bây giờ anh sẽ dắt em với lại mọi người vào trong để tham quan. Wow, cầm tay tha nốt các bạn ạ. Bốn cái là mất tích hết. Ba cái luôn. Con này là có đèn không anh? Có đèn em, để anh mở cho em. Nó có hai chế độ nha, một cái là nó sẽ đứng yên như vậy, một cái là em thấy nó sẽ nói chung là một cái nó sẽ thở, nhưng mà này ở đây nè, nó sẽ nhấp nháy cái này nặng làm gì nặng lắm vậy anh cũng không rõ nữa, nhưng mà cái này với lại cái base luôn là 30 kg, cái thùng to lắm luôn á. Em thử cầm lên được không? Này nặng đúng không? Nó có gì ở vậy. Nha, anh dễ chưa? Lấy tay vô. Yeah. Yeah. Nặng quá. Đúng phát chết luôn. Thôi mình để cho cú mình nặng quá. Đây, để nha. Có dây này. Cái dây này nó sẽ nối lên trên. Để nó bắt vô đây. Chúng ta bắt lại không sao đâu. Rất là nhiều bản đặc biệt của Paperic. Mình rất thích con này các bạn ạ. Con này là anh mua là bao tiền để anh mua? Anh không nói được tại tại vì anh có những cái giá steal lắm luôn. Nhưng mà nói thì sẽ rất là bị ảnh hưởng. Nên thôi bậc thang rồi. Nói chung là không có giá. Không giá này ha. Không giá này. Supreme. Cái này là gì? Fable. Tên Lê Nguyễn. Cái này anh mới dùng được có 2 lần rồi, xong rồi đổi lên điện thoại mới luôn. Cái này là còn tầm... Anh mua với giá siêu luôn. Anh mua chỉ có 9 triệu rưỡi à. Rẻ vãi. Cái này là tầm 20 củ đấy nhỉ. Ừ, nhưng mà có điều đó, bây giờ anh cũng muốn... nói chung là anh cũng muốn bán lại cho mấy bạn. Nếu mà xài thì xài, mà có điều là có tên anh rồi. Vậy thì bán cho fan của anh. Nhưng mà không biết là ở ngoài đó có bạn nào xài không á. Nhưng mà nếu mà mấy bạn xài những cái case của LV á, thì bình thường người ta sẽ có một cái miếng để mình lột ra mình dán này đúng không? Nhưng mà làm dễ thì đôi khi điện thoại mình nóng nó sẽ bị ra cái nhiệt, rồi nó ra nước á, nó ảnh hưởng đến cái gì. Cho nên anh sẽ lấy cái ốp. Mấy bạn có thể mua cái ốp silicone này á, dán thẳng lên xong rồi mình chỉ thay ra thay vào cho nó tiện thôi. Đỉnh đà cho 2007 á. Đồ này anh để phần cho con của anh nữa. Chứ bắt là để đó thôi, chứ là để đó thôi. Mà lúc đầu là khi mà ra cái cream white là anh lấy một lần 3 đôi luôn á. Là vợ chồng anh với lại đôi của anh thì em được trúng raffle. Còn đôi của vợ anh thì phải mua với giá resale hơi cao. Nhưng mà bây giờ drop rồi. Đẹp nhỉ? Đây đi em. Mấy con này anh mới pick up không? Anh pick up trong cái đợt sinh nhật của anh. Ở đằng sau nó có cái họa tiết giống như cái vảy của con cọp á. Đẹp nhỉ? Vinh. Thì đây là cái bản Soriyama collab với lại Taiga. Taiga là ca sĩ rapper em biết không? Em biết. Ừ. Thì anh mua là phần tại vì Taiga là rapper mà nửa người Jamaica với lại nửa Việt Nam. Cưng quá. Nhìn hay đúng không? Em thấy anh trước anh mới chơi Maverick mà đúng không? Anh mới chơi được phải nhiều nào? Quá. Biết anh chơi từ lúc nào không? Anh chơi từ cái lúc mà anh ra Hà Nội lần đầu tiên anh gặp em á. Lúc mà em đi pop up của anh á. Thế thì cái gì là khoảng tầm vài tháng à? 4-5 tháng à? Chính xác. Quá bự. Dạ. Thì to hơn mình luôn đó bạn. Nhìn đống này nhìn yêu quá.
À đây có một đôi Grasshopper anh bị nứt rồi. Ờ nhưng mà anh repaint lại rồi. Anh repaint anh nhán đế rồi và anh sẽ không giờ đụng tới nó nữa. Không đi luôn này. Không đi luôn. Anh thấy em cũng có mà. Em có size 9. Con Jordan này, của con Jordan thích nhất này. Jordan Collab Off-White. Bản OG đúng không? OG. Anh khóc được khoảng một tuần sau khi release luôn. Anh có thể giới thiệu về lịch sử con này cho các bạn nghe không? Thì đây là đôi Jordan 1 Chicago. Và đây là một cái phiên bản được collab với lại Virgil Abloh. Thì Virgil Abloh là cái người mà thiết kế đồ Off-White bây giờ đã chuyển qua LV rồi. Thì đôi này nó hay một cái là nó tất cả những cái chất liệu các bạn có thể thấy ở đây là nó thấy em theo có những cái miếng foam ở đây á, là tại vì tất cả mọi thứ được lộn từ ở trong ra ngoài, lộn ngược luôn, lộn ngược ra. Thì đúng ra nếu mà đôi Jordan bình thường á thì cái chất liệu này nó sẽ nằm ở trong, rồi bây giờ lật ngược lại hết. Anh thấy rất là hay luôn. Và anh không biết mọi người sao nha, nhưng mà mình á thì mình cảm thấy là khi chúng ta mang những đôi giày giống vậy nè, mình phải đổi dây giày càng nổi á càng đẹp, nó càng đẹp và phải màu này màu kia. Đôi khi đi ra ngoài đường á, con nít nó còn chỉ nó cười mình nữa. Nhưng mà không sao, một cái kiểu rất là đốt. Và đây Off-White for Nike Air Jordan 1 Pivotal Oregon USA 1985. Và trên tất cả những đôi giày luôn đều có những cái thông tin giống vậy đó. Người sáng lập Off-White giờ là giám đốc sáng tạo của LV nhỉ anh? Đúng rồi em. Giỏi vậy. Và bây giờ chắc chắn là collection của LV bây giờ cũng đang chuẩn bị là bùng nổ làm gió luôn đó. Đây là con gói bông mới vừa được ra, Season Street Cost của Uniqlo. Đẹp nhỉ. Nó ra rất là nhiều luôn nhưng mà anh chỉ Uniqlo là rất là đẹp nhỉ. Cặp này xinh vậy. Em có cặp này chưa? Em có một con to. Em có con to rồi hả? Con to. Biết gì không? Mình sẽ tặng anh, tặng em con này để em để trong xe. Mỗi khi mình quay video em sẽ nhớ tới anh. Ok. Ok, chào anh. Miêu tả các bạn ạ. Cái này nói với em nha, tại vì nếu mà em nói không có hai con là anh tặng em hai con rồi. Mà em nói em có con to rồi. Như con to rồi. Túi du lịch đúng không? Túi du lịch. Tại vì lần trước khi em ra Hà Nội anh phải đem rất là nhiều giày. Và chỉ có túi này có thể đựng được khoảng 6 đôi giày trong đó thôi. Nhiều nè. Nhiều. Rất là tiện luôn. Đây là lịch làm việc của anh đúng không? Đây là lịch làm việc của anh. Nguyên một cái tháng 12 này luôn và rất là em thấy là rất là kính luôn á. Và tới ngay cái ngày mà anh đi là Japan, USA, anh đi Mỹ với đi Nhật, anh còn phải edit video, post video Hà Nội rồi SOAX. Nói chung là tùm lum hết đó, cho tới 31 tay anh đón điều gì ở bên Mỹ luôn kìa. SOAX anh cũng ra đúng không? Có, anh đang theo em mà. Nói chứ SOAX các bạn ơi. Bây giờ mình phát hiện ra một điều. Đấy rồi. Sau khi vào phòng bây giờ mình phát hiện ra một điều cực kỳ đặc biệt các bạn. Mình nhìn thấy cái nút bạc. Đấy là ước mơ của mình luôn. Anh có thể lấy cho em xem được không? Được. Bởi vì lần đầu tiên em nhìn thấy ở bên ngoài á. Ok. Chắc em khoảng 2 tuần nữa em có được rồi đúng không? Bây giờ mới được có 15 ngàn thì còn lâu lắm anh. Kênh của em là... Nói chung là các bạn hãy nên subscribe một kênh của em mình. Tại vì tất cả những chất lượng content rất là hay luôn. Và đó là lý do tại sao mình đồng ý với cái việc là anh đồng ý với việc là em qua đây để quay lại phòng. Với lại tại vì trước giờ không bao giờ mà mình để cho ai nào đó vào phòng, tại đó là phòng riêng của vợ chồng mình và đây cũng là nơi mà làm việc của mình nữa, cho nên cũng không ai vào, mà nếu mà có vào cũng không có quay lại cái phóng sự gì hết á. Nhưng mà mình đồng ý tại vì một phần đó mình thấy kênh YouTube của em mình đang đi lên rất là tốt luôn á. Đây các bạn, mình đang cầm nút bạc nhưng mà đây không phải tên của mình, đây tên của anh Fabo. Và hứa hẹn mình sẽ cố gắng để có được cái nút này tên Hoàng Huy Đào trong thời gian gần nhất. Ba tháng. Cố gắng là Tết. Đến Tết âm. Thì 3 tháng rồi, hai okay. tháng ok. Sẽ đẹp lên, anh cân được giúp em đấy. Thì nói chung là trong quá trình mà em làm cái này á,
em cũng cần anh hỗ trợ giống như là về cái việc mà lấy code rồi nọ để lấy nút bạc thì cứ nói anh. Okay. Tại vì không phải là họ sẽ gửi tới nhà mình không đâu, nó hơi khó qua một quá trình thôi. Nó là quá trình nhưng mà giống như nó sẽ gửi email cho một cái code, sau cái code đó em phải lên một cái website em redeem nữa, em xác nhận địa chỉ rồi nọ. Mình sẽ xúc cái nút bạc chưa tốt về. Ok, cất sẻ thôi. Ok, hình như anh là fan của Marvel đúng không anh? Đúng rồi em. Đang tại Thanos mà ở đây có một góc riêng để dành cho Iron Man luôn các bạn ạ. À, con này dễ thương quá. Ngồi trên ghế, đặt chân cái ghế sofa đi theo nữa em. Ghế là đi theo luôn anh? Đi không, mình phải mua riêng nhưng mà cái ghế sofa này là bán để cho cái những con Iron Man này ngồi. Cái gối hơn nhìn chi tiết lắm luôn á. Ô, cái mặt nạ này có phát sáng không anh? Có. À, đỉnh quá. Đây, bây giờ em cầm nha. Ok, em lấy cái tay em chạm bên này. Cái cục tròn bên này, xuống đây, bên này. Ok, lấy chạm bên này thôi. Chạm cái kiểu đồ, nhưng mà cái này nhỏ quá, đồ không vô được rồi. Ừ, nó hơi nhỏ nhưng mà khi mà em mở lên nóng xuống thì con mắt nó sẽ sáng đèn lên. Siêu hiện đại. Mình đầu mình mà vừa nhé, mình bựa con này ra ngoài đường chạy đi vòng nữa. Mình thích con này lắm. Sick. Tắt. Đây, em đang nhận cái này không sao. Ok, cứ để đây em không sao. Ok. Dễ thương vãi. Nguyên một góc dành cho Iron Man. Con này có... Con này là chỉ có đèn thôi. Chỉ có đèn thôi. Và con này với lại con nhỏ này là ba cái phiên bản giống nhau hết. Mặc dù là Bear Brick với lại Hot Toys, nhưng mà đây là Iron Man Mark 42, là cái phiên bản bị damage. Bản, đúng rồi, cái bản bị đánh. Đúng rồi. Mà khi mua con này nó cho em hai bộ giáp, một bộ giáp hoàn thiện với một bộ giáp. Mình về giáp lại. Phải chứ anh còn... anh không có cái đầu thật á. Nếu mà anh còn cái đầu mà có cái mặt người thật á, anh cho em coi cái đầu, cái nhìn y chang như người thật luôn. Nhìn y chang người thật mà zoom nhỏ lại luôn á, nhìn rất là chi tiết. Để cho các bạn xem bên dưới phần để cái đó lên. Đây, cái này là nam chân luôn đúng không anh? Để em cầm thử này. Rất là chắc tay. Thì Hot Toys là có hai phiên bản, một phiên bản thường với một phiên bản diecast. Diecast là giống như bằng sắt vậy, em cầm lên nó lạnh ngắt rồi. Em thấy cái này nặng rồi đúng không? Nặng. Mà nó không phải là diecast. Tại đây không có phiên bản diecast, nhưng mà thực sự là những con nhỏ là sẽ có diecast mà nó nặng lắm luôn á. Cầm đã lắm, cầm vô mắt rồi á. Đây là lúc bay nè. Anh đang làm cho cái tướng pose mà chuẩn bị bay lên á. Iron Man bay. Ngầu vãi, không khác gì thật luôn á. Nhưng mà em biết không, ở ngoài đó có rất là nhiều người á, có nhiều cái bộ collection này mà từ Mark 1 cho tới Mark 50 mấy luôn á. Fan cuồng luôn. Đúng rồi, nhìn đẹp lắm. Chắc là phải kín phòng sao, đúng rồi, nhưng mà người ta sẽ làm một cái bức tường, em hiểu không? Và một cái bức tường đó là chia làm nhiều cái khung, giống như là trong phim mà cái ông đó ổng chuẩn bị thay giáp hay gì á, kiểu bắn vô à. Không. À thế. Em biết mấy cái khung mà anh đang nói không? Mấy cái khung đó là mấy khung mà để đựng giáp á, giống như cái tủ quần áo vậy á. À rồi, em đó giống vậy á. Đúng đỉnh luôn á. Con này chắc mắc lắm rồi. Cũng hợp lý. cũng hợp lý. Nhưng mà hiện tại trên thị trường mà anh nghĩ chắc cũng hiếm mà. Thị trường thì anh biết một vài cửa hàng đang bán mà hình như bán đi rồi. The Hyper. Anh không biết là Gia Bảo Châu có không? Ở Sài Gòn anh nghĩ anh không biết, nhưng mà chắc là Gia Bảo Châu còn. Mà Gia Bảo Châu cũng kiếm được rất là nhiều. Với lại hôm trước The Hyper bán cho G-Lab rồi. Là con này lắm. Cũng là phiên bản này, nhưng mà phiên bản này anh nghĩ là bây giờ cũng tầm mười mấy, 20. Đây, còn những nhân vật hoàn hình em rất thích nhất đây. Chắc chắn em biết rồi, ai cũng biết rồi. Ai cũng biết. Tuổi thơ mà. Siêu dễ thương. Còn bản này là... Nike SD. Và cái hộp của nó giống như cái hộp giày vậy em. Đúng hộp giày đây ha.
sai luôn này. 100% và 400%. Đây là bản collab với Pep vậy? Không, cái này là giống Pep ấy. Nói nghe là mua rồi. Cái này là phiên bản cái gì Andy Warhol. Bếp anh chỉ có một con bên kia thôi. À. Còn cái đó là Atmos với lại đúng rồi đó. Đây sẽ bê cái bếp ra. Thế ra đặt đây nhìn cũng đẹp ha. Thật sự thì phòng này đẹp, chỗ nào cũng đẹp anh ạ. Studio. Ngày xưa là anh để một cái màn hình dài ở đây luôn. Màn hình để edit. À chơi ngày xưa edit. Em có chơi game anh là cái màn hình mà anh thấy trong video của anh đúng không? Đó là màn hình edit, nhưng mà sau này anh edit trên phòng nhiều hơn. Nên ở đây chơi đôi bạn ngồi xuống quay thôi. Đẹp ghê. Em biết này không? Cái này không biết. Trong phim X-Men Cyclops. Nói chung là đây là một trong những con Maverick 400% rất là hiếm. Mà những con Maverick 400% hiếm mà ở Việt Nam mình rất là nhiều người có luôn của em. Giống như là Venom nè, Spider-Man nè. Anh mới biết á là con này 400% người nhện á. Mắt vàng với mắt trắng á, nó mắc hơn nhau luôn á. Mắt trắng là rẻ hơn mắt vàng. Anh mới biết luôn. Tại anh mới quá chơi. Quá nhiều cực kỳ nhiều. Con này trong Marvel luôn nha. Ừ, trong Marvel luôn. Có rất là nhiều người hỏi là những con này có tác dụng gì, nhưng mà khi mà chúng ta mua thì chúng ta trưng thì mới thấy đúng là nó không làm được gì, nó vô dụng. Nhưng mà nó trưng bày nhìn rất là hay, nhìn rất là đẹp luôn. Ồ, có con này thì mình lọc bếp luôn. Anh đang rất là muốn tìm con này 1.000% luôn á. Chắc là không có luôn. Có, nhưng mà giá đang rất là cao. Con này 1.000% chắc là siêu đẹp ha. Ừ, đẹp. Nó có rất là nhiều màu. Ok. Ok, và bây giờ cũng đang khá là muộn rồi. Thì bây giờ mình sẽ xin phép anh Fable không làm phiền anh nữa, để em đi về đi ăn trưa cùng mọi người. Ok, thì mình muốn cảm ơn Hoàng với lại mọi người vì hôm nay đã cùng Hoàng tới nhà nè. Tới nhà mình ghé thăm tủ giày và cũng như cái studio của mình. Thì các bạn đừng quên hãy subscribe vào kênh YouTube của Hoàng nha. Tại vì mình thấy Hoàng đang làm rất là tốt ở trên YouTube luôn á. Thì ok, hẹn gặp em ở tại SOS Hà Nội nha. Ok, ok. Được quà các bạn ơi. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn tiếp theo nha. Các bạn nha, bye bye.